Ê, ê, ê. Bộ không phải các người mời tao tới đây để bàn về cái việc phản Thanh Phục Minh hay sao? Anh Bảo, em nói anh Bảo nghe nè. Gì? Trời ơi, bây giờ là thời nhà Tống, tới thời của anh Bảo á, mấy trăm năm nữa rồi, làm gì có vụ phản Thanh Phục Minh? Trời đất ơi, các người làm gì đây? Thời nào ra thời đó chứ. Chạy thôi, chạy luôn, bay nhảy như nồi cháo heo vậy. Gì đại nhân à? Bản phủ muốn cho mời ngươi đến đây để nhờ ngươi chỉ giùm cho ta một người. Có một người thưa hắn về tội dụ dỗ gái to, phá hoại đời trong trắng của cổ. Người đó có nhiều đặc điểm giống ngươi, cho nên ta muốn mời ngươi đến đây để chỉ giùm cho ta một chút manh mối để bắt phạm nhân về con đường quy án. Kêu trưởng lão đang thù lùi này tức cười thiệt đó. Tức cười. Phạm nhân có đặc điểm gì giống ta mà bắt ta về đây làm phiền ta như vậy? Anh Bảo nói nghe nè. Gì? Người đó đó, thứ nhất là thông minh ha, thứ hai là đẹp trai ha, thứ ba là có nhiều cô thương nha, mà những câu đó toàn là những cô đẹp không hả? Gì vậy? Làm hết hồn. Các người làm gì đây? Về cái điểm này có nhiều người giống ta lắm mà. Ta còn biết có Trương Du Kỵ nè, Lệnh Hồ Xung nè, sao bắt mấy thằng đó đi? Triệu hồi vệ. Dạ. Những cái tên đó hiện giờ đang ở đâu? Dạ, kính bẩm bao đại nhân, thuộc hạ nghe nói là những tên đó bây giờ đã rút lui khỏi chốn giang hồ. Dạ, và dạ, không còn hoạt động nữa. Vậy còn không mau cho Dương Kiều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ truy lùng bọn họ về đây. Dạ, bẩm bao đại nhân, thuộc hạ nghĩ rằng đem họ đến đây thiệt là vô cùng bất tiện đó. Tại sao lại bất tiện? Dạ, tại người nào cũng có nhiều bồ nè, nhiều vợ nè. Nếu mà kéo hết tới đây ha, cái ghen tương nè, trộn quánh lộn tùm lum hết trơn á, mất công á. Ba đại nhân với thuộc hạ trước sau gì cũng bị lãnh đạn à. Chi bằng đó có vị đại nhân ở đây nè, mình điều tra mình hắn là được rồi. Nhưng mà rủi ro vị đại nhân không có biết là thì sao? Dạ, thì mình ngắt nè, mình nhéo nè, mình cào nè, mình cấu nè, trước sau gì cũng phải khai ra mọi chuyện thôi. Nè, vị tiểu bảo đâu có phải là tội phạm mà mấy người lại đòi tra khảo người ta như vậy chứ? Đúng, cái câu này nghe được đó. Dù sao ta cũng là cận thần của Khang Hy hoàng đế. Đụng chạm tới ta hả? Muốn chết em hả? Đau hả? Không phải đau, sướng. Bởi vì triển hộ vệ đó bận quá nhiều công vụ cho nên hơi thỉnh thoảng bị tửng một chút. Giá lại hồi nhỏ đã bị té giếng nên khùng. Trời, nghe hắn la là biết hắn không được bình thường rồi. Vì đại nhân thông cảm giùm nha. Chẳng hay Di đại nhân có quen biết với một người tên là Sở Lưu Hương hay không vậy? Sở Lưu Hương? Cái tên này nghe quen đó. Nghe nói là hắn võ công rất cao, đẹp trai, thông minh. Đặc biệt là hắn có cái số đào hoa giống như tại hạ đây. Chỉ đáng tiếc có một điều. Điều gì? Cái thằng này không biết nó bị sao quả tạ chiếu mạng hay sao á. Hãy đụng tới em nào là em đó chết liền à. Đó, bao đại nhân thấy chưa? Một con người cực kỳ nguy hiểm như vậy, nếu mà không chịu diệt trừ thì sớm muộn gì trên mặt đất này đâu còn một giai nhân tuyệt sắc nào nữa đâu. Ôi, chết bà nào đỡ bà đó. Điện hộ vệ. Dạ. Đàn ông chút đi. À, gồng lên hả? Gồng dậy được chưa? Người ta nói quốc phá gia vong, đó, đất nước tan hoang cũng do nữ sắc, thấy không? Một trụ dương vì say mê nhan sắc của đắc kỷ mà nhà thương phải diệt vong, đúng không? Một ngô phù sa vì say mê nhan sắc của tây thi phải tự tử trên ngũ giác đài, đi phải lộn trên cô tô đài. Và mới đây nhất nè, vì cuộc thi hoa hậu thế giới mà có hơn 200 người thiệt mạng. Như vậy không phải là đàn bà các người á, là hiểm họa của đàn ông chúng tôi hay sao? Ý em phải đàn ông, phải không Di đại nhân? À, cái vụ này gọi ông đi. Dạ. Lạc đề rồi. Ôi, chết cha trời ơi. Cái vụ đó đâu có dính dáng gì tới cái vụ án. Trời ơi, lộn, nô tài có tội. Gì đại nhân à? Có cách nào giúp cho bản phủ bắt cái tên Sở Lưu Hương về quy án hay không vậy hả? Khó lắm bao đại nhân. Bởi vì có tới 7-8 tên Sở Lưu Hương lận, biết bắt tên nào bây giờ? Ồ, sao kỳ vậy? Di Tiểu Bảo cũng có nhiều, Sở Lưu Hương cũng có nhiều, mai mốt chắc tới phiên bao công ta cũng vậy à. Đúng đó, Bảo đại nhân thắng được. Nè,
Ông là ai mà dám giả mạo ta hả? Vậy chứ còn ngươi là ai? Ta là Bao Công. Thì ta cũng là Bao Công. Ồ kìa, trên đời này làm gì có tới hai Bao Công? Có chứ. Ngươi là Bao Công Đài Loan, còn ta là Bao Công Hồng Kông. Ngươi không thấy sao? Cái mặt trăng của ngươi bên trái, còn cái mặt trăng của ta bên phải. Ta với ngươi mà nhập lại thành cái rằm trăng tròn. Không những có Bao Công mà còn có luôn Triển Chiêu nữa kia kìa. Hả? Kẻ nào? Kẻ nào vậy? À, trai đẹp, kẻ nào dám mạo nhận là tài hả? Là ta, Triển Chiêu Lữ Lương Dĩ. Ôi quá đẹp luôn. Thì ra đây là Triển Chiêu Lữ Lương Dĩ. Chính tài hạ. Hèn gì mà người cao ráo đẹp trai quá. Vị cô nương nhan sắc tuyệt trần này chắc là Hoàng Châu Cát Cát rồi đó hả? Chính ta. Nếu biết vậy ta làm tứ a ca. Hoàng Châu Cát 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 Tường. Cát Tường, Cát Tường. À, còn vị này là Triển Chiêu Hà Gia Kính. Ủa, Hà Gia Kính sao mà lùng sủng nhỏ con quá vậy? À, tại vì ta là anh em một cha khác mẹ với Hà Gia Kính, nghệ danh Hà Gia Cốc. Gì cười, mắt mới gì cười. Hèn gì mà ngươi xấu như là con cốc. Nhìn cũng nhái quá. À, còn vị này đây, có phải là Bao Công Kim Siêu Quận? Chính ta. Ồ, như vậy thì vị trưởng lão hồi nãy xuất hiện chính là Bao Công Địch Long. Đúng vậy. Tại hạ xưa nay rất là ngưỡng mộ Bao Công Địch Long. Vậy hả? Ta thích Bao Công Kim Siêu Quận. Ta thích Địch Long. Ta thích Siêu Quận. Ta thích Long. Ta thích Quận. Ta thích Long. Ta thích Quận. Ta thích Long. Em bảo Long hay Quận gì theo mặc kệ người ta. Đúng rồi. Tụi tôi đâu phải là hàng xeo đâu mà các ngươi giành giật. Vụ án còn chưa có xử xong, ở đó mà lo là gây lộn. Tất cả phải giữ vệ sinh chung cho bổn quan thẩm án. Ông học trường nào mà nói chuyện nghe hay vậy? Xử án chỉ cần giữ im lặng chứ đâu có cần giữ vệ sinh. Sao mà đại ca kho thanh qua nói lộn nói lại mấy hồi. Ông có biết những người chấp pháp như chúng ta mà nếu say một ly thì đi một dặm hay không? Nếu lỡ sơ sót thì sẽ ảnh hưởng đến mạng người nữa đó. Nhẹ nhàng chút đi. Huynh làm gì mà căng cứng thì lộn, căng thẳng dữ vậy? Đây là chốn công đường, huynh cũng phải giữ sĩ diện cho ta chứ. Ông là cái gì mà bắt ta phải giữ thể diện sĩ diện chứ? Chẳng qua là một kẻ giả mạo thôi. Người nói ai giả mạo? Ta như vậy mà giả mạo à? Ta đâu ta xin không chờ vị vị đại nhân chúng tôi về. Đứng lại. Vụ án còn chưa có xử xong, ai cho các ngươi về? Thì chúng tôi về để cho hai ông gây lộn cho đã đi. Ờ, khi nào cãi xong rồi thì kêu tiện nữ tới xử tiếp. Dù cho có các người ở đây cũng chưa chắc gì xử được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì không có phạm nhân thì làm sao mà xử? Ông nội tôi xử còn không nổi nữa. Vậy thì ta làm ông nội của ông được rồi đó. Tại vì vụ án này ta có thể xử được. Ông xử bằng cách nào? Vì bây giờ ta hỏi ông, ông không thấy trong cái vụ án này có sự mờ ám hay sao? Mờ ám? Mờ ám ở chỗ nào? Ông thử nghĩ coi, Sở Lưu Hương ở thời nào, Hoàng Châu Cát Cát ở thời nào? Bọn họ đã cách nhau hàng mấy trăm năm thì làm gì có cái chuyện mà Sở Lưu Hương dụ dỗ Hoàng Châu Cát Cát chứ? Theo như khẩu cung của tội phạm thì nạn nhân và tội phạm đều là Hoàng Châu Cát Cát. Dạ, quan cho tiện nữ lắm Bao đại nhân. Thật sự là có chuyện Sở Lưu Hương hiếp tiện nữ. Hả? Cái gì hiếp? Dạ, Hà hiếp. Trời ơi, Hoàng Châu Cát Cát. Dạ. Hà hiếp thì ngươi nói hà hiếp hai chữ rõ ràng. Ngươi nói con chữ hiếp à, làm cho bổn quan đây khó chịu. Dân to ghê. Giữa chốn công đường mà dám đặt điều nói xấu người khác à? Dạ, Bao đại nhân để cho tiện nữ minh xét cho rõ ràng.
số là bộ phim Hoàng Châu Cát Cát phần 1 và phần 2 đang ăn khách. Mọi người đang ái mộ tiện nữ thì bỗng dưng đâu xuất hiện ra bộ Sở Lưu Hương, làm cho mọi người đổ xô muốn hắn về coi. Đâu có ai thèm để ý tới tiện nữ này nữa, cho nên tiện nữ mới tích công đường để thưa hắn cho bỏ kiếp mà. Trời ơi, cái bà Cát Cát này rảnh dễ sợ luôn á. Tự nhiên cái đi thư tùm lum tá la để khai phong phủ lộn xộn lên à. Đúng rồi. Bao hại ta phải bay mấy trận đường đến đây, mỗi lần qua trạm là bị lục xét tùm lum khó chịu lắm, có biết hay không? Bà đại ca ơi, cái vụ gì? Cái vụ án này ông xử bằng cách nào đây chứ? Theo như cung từ của Hoàng Châu Cát Cát thì ta nghĩ tội nhân không phải là Sở Lưu Hương mà là một người khác. Ai? Đó là con mẹ Siêu Cảm Liền, người đã tạo ra các nhân vật này. Triển hộ vệ. Dạ. Ta không có kêu ngươi, ta kêu triển hộ vệ của ta. Ngươi là triển hộ vệ của Đài Loan. Hơi dẹo một chút. Ta đề nghị thằng hắn lên chức triển hộ sản. Đa tạ ba đại nhân. Triển hộ vệ. Có thuộc hạ. Hãy mau truyền tội phạm Siêu Cảm Liền vào công đường cho ta thẩm án. Truyền bà Liên Cẩm Siêu nhập đường. Triển hộ vệ. Dạ. Siêu Cảm Liền. Siêu Cảm Liền nhập đường. Trời ơi, có gì cũng nói lộn. Đại nhân, người làm cái gì mà giống như là đưa người đi thi qua hậu phu nhân quá vậy? Tại hạ biết tội. Về chỗ. Cáo trình bông cao đậm nhai. Mà nói cái gì đó bao đại ca? Ông không hiểu sao? Tôi không hiểu. Ông không hiểu thì tôi cũng đâu có hiểu. Nị dòi ngộ lâm cương dò chảo dí. Điện hộ vệ. Dạ. Bà ta nói cái gì mà có dò cháu quẩy trong đó vậy? Chắc là bà đói buồn. Im. Phiên dịch tầm vậy, để nó cho ta